Thưa với quý vị và các bạn, trời nắng quá quý vị và các bạn ạ. Đúng là trời mùa đông mà lại nắng như mùa hè thế này. Phải nói là cái anh ca sĩ Akira Fan dự báo thời tiết là mùa đông không lạnh, quả là đúng thật đấy ạ. Lạnh thật, vì là mùa đông mà thời tiết lại nắng như mùa hè này, trời nắng chang chang như này. Mà rất vất vả cho tôi khi phải làm việc ở ngoài trời như thế này ạ. Còn quý vị và các bạn mà đang xem video ấy, thì quý vị và các bạn cứ vào trong nhà, vào chỗ mát để ngồi xem nhé, chứ đừng ra chỗ nắng như tôi như thế này ạ. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, chắc quý vị và các bạn cũng đã biết được đấy ạ. Hôm nay là tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn chiếc xe gì rồi, phải không ạ? Vâng, thưa với quý vị và các bạn, ở Việt Nam mình thì Toyota Yaris nó có rất nhiều phiên bản. Đều là nhập khẩu nhưng nó có rất nhiều phiên bản. Phiên bản nhập từ Trung Đông, phiên bản nhập từ Thái Lan, rồi phiên bản hatchback, phiên bản sedan. Rồi thì những cái trong hatchback sedan thì nó lại có cả những cái loại 1.3 và 1.5. Thì hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe Toyota Yaris nhập khẩu ạ, nhập khẩu từ Thái Lan, và là cái phiên bản hatchback, phiên bản 1.5 lít ạ. Nó khác với những cái phiên bản 1.3. Ở cái phiên bản 1.5 này thì nó phân hatchback này, nó phân ra hai loại ạ. Nó giống y như Vios đấy ạ, là bản E và bản G. Nhìn qua về cái mặt đằng trước này thì quý vị và các bạn cũng dễ phân biệt luôn. Đây chính là chiếc xe bản G ạ. Bản G nó có đầy đủ option, ví dụ như là đèn bi xenon này, khóa thông minh này, ghế da này, điều hòa tự động. Đấy là cái phần bên trong. Như nhìn qua phần bên ngoài thì quý vị và các bạn dễ phân biệt nhất đó là cái đèn bi xenon đấy ạ. Đấy là phân biệt là bản G. Và chiếc xe này được sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân, và đã chạy được 3 vạn km rồi. Và quý vị và các bạn nhớ nhá, là cái xe được sản xuất năm 2016 nó lại có hai phiên bản cơ. Đầu 2016 nó là cái phiên bản máy cũ, nhiều người hay còn gọi là máy đen ấy. Cái nắp máy nó màu đen, tí nữa tôi quay về cái nắp máy tôi sẽ giới thiệu cho quý vị ạ. Và cuối năm 2016 như chiếc xe này đây thì nó là máy mới rồi. Máy mới lại nắp máy màu bạc, nhiều người hay gọi là máy đen và máy trắng đấy. Đây là máy trắng đây này. Và máy mới nó là máy đua VVTi, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu đấy quý vị và bạn nhé. Tại sao mà nó lại nâng cấp cái động cơ đua VVTi, vẫn là 1.5 thôi, công suất khỏe và lại tiết kiệm nhiên liệu luôn đấy ạ. Thì sau đây tôi sẽ mời quý vị và bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Yaris G phiên bản 2016 này ạ. Mà hôm trước thì tôi cũng đang giao dịch tại nhà chủ xe, thì tôi đã phát live stream trực tiếp cái buổi giao dịch, nhưng lúc đó thì tôi quay bằng điện thoại thôi và không có thiết bị hỗ trợ, cho nên là nó hơi rung. Quý vị và bạn xem nó không được kỹ lắm đâu, nó không được đẹp như thế này đâu. Và chiếc xe này thì chúng tôi còn không phải làm gì cả, mua về từ hôm kia, nhưng mà nay tôi mới đem đi, tôi rửa đi để quay lên cho quý vị và các bạn xem đã. Vì là tôi có việc tôi phải đi chiếc xe này, cho nên là đúng là sáng nay tôi mới đem đi rửa để quay lên cho quý vị và các bạn xem ạ. Tất cả còn nguyên giống y như cái video mà hôm trước tôi live stream đấy ạ. Tôi không dài dòng nữa, sau đây thì tôi mời quý vị và bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe này luôn đấy ạ. Mời quý vị và các bạn. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, hôm trước thì tôi quay trong lúc giao dịch tại nhà chủ xe, nên là tôi quay vội vội vàng vàng một chút cho quý vị và các bạn thôi. Chủ yếu cho quý vị và các bạn thấy được là nó còn nguyên như thế nào lúc tôi vừa mua nó như thế nào, đồng hồ nó còn đẹp hay không, đồng hồ nó chạy được bao nhiêu km rồi, máy móc nó còn đẹp hay không, nội thất nó nguyên bản như thế nào. Thì hôm đấy tôi cũng quay vội vội vàng vàng cho quý vị và các bạn xem thôi. Hôm nay thì tôi sẽ rửa sạch sẽ rồi, quý vị và các bạn thấy nó đẹp hơn nhiều không ạ? Và tôi sẽ quay chi tiết hơn cho quý vị và các bạn nè cùng xem, để nếu như quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu mua chiếc xe này thì quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tôi theo số điện thoại là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn ạ. Và quý vị và các bạn ơi, sắp sửa đến Noel rồi, và rồi lại đến Tết Dương Lịch, rồi lại đến Tết Âm Lịch, cho nên là cái nhu cầu đi lại của chúng ta rất là nhiều, nhu cầu đi lại rất là lớn. Cho nên là nếu như nhà nào mà chưa có xe ô tô thì cũng nên nghiên cứu để sắm cho gia đình của mình một chiếc xe ô tô đi thôi ạ. Đi lại nó rất là tiện lợi ạ. Đấy, thưa với quý vị và các bạn, về cái phần ngoại thất, chúng tôi còn không phải mất một đồng tiền sơn nào cơ. Vừa mới mất 50.000 tiền rửa xe lúc trưa nãy đấy ạ. Rửa xong là tôi đem ở đây tôi quay cho quý vị và các bạn luôn. Từ lúc mua đến bây giờ đúng là mất 50.000 tiền rửa xe luôn. Đấy, và rất là đẹp luôn. Quý vị và các bạn thấy nó mới không ạ? 2016 mà nó mới như thế này. Tại vì nó chỉ chạy có 3 vạn km thôi quý vị và các bạn ạ. Và chủ xe đi thì rất là giữ gìn, từ nội thất đến ngoại thất đến máy móc, tất cả nó còn rất là mới cơ.
đẹp lắm luôn đấy ạ. Đây quý vị và các bạn xem đây, từ cái nước sơn này, quý vị và các bạn thấy tôi quay sát ra cho quý vị và các bạn cùng xem này, nước sơn rất là mới, rất là bóng này, rất là đẹp luôn, chưa có bị xước sát gì cả. Đây, nước sơn này rất là mới, là bóng này, dàn lốp cũng còn rất là đẹp luôn. Đây quý vị và các bạn xem nhé, dàn lốp này rất là mới. Quý vị và các bạn mua chiếc xe này về thì chắc chắn với quý vị và các bạn trong vòng ít nhất là khoảng 5 năm thì quý vị và các bạn không phải làm bất kỳ cứ một cái việc gì cả, không phải thay, không phải sửa, không làm gì cả, chỉ có duy nhất là đổ xăng và thay dầu. Quý vị và các bạn à, cứ đổ xăng mới thay dầu cho tôi đều đặn là quý vị và các bạn đi thôi, không lo phải làm bất cứ một cái việc gì cả. Và quý vị và các bạn nhìn đây, cái đèn dàn đèn này, đèn rất là mới, rất là đẹp. Và ở cái phiên bản G này thì đã được trang bị là đèn bi xenon rồi quý vị và các bạn nhé. Bi xenon này, bên dưới là có đèn gầm rồi này. Đấy, đèn bi xenon, đèn gầm. Đây, đèn bi xenon đây quý vị và các bạn nhé. Bên trên là đèn bi xenon này, bên dưới là đèn gầm này. Đấy. Cái mặt ca lăng đến cái logo nó còn mới, còn sáng như thế này ạ. À. Chủ xe toàn đỗ xe ở trong nhà, không phải đi ra ngoài trời, không phải đỗ xe ngoài trời cho nên nó mới được đẹp đều như này. Nếu như mà đỗ xe ở ngoài bãi, ngoài không có mái che thì những cái khe này ở trong logo này quý vị và bạn nhé, những cái logo này nó cũng sẽ bị ố, và những cái khe ở trong logo này nó cũng bạc hết cái logo đi cơ. Rất là đẹp ạ. Xi nhan thì cũng đã được tích hợp trên gương chiếu hậu, và gương chiếu hậu là gương gập điện rồi quý vị các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi cam kết thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, máy móc còn nguyên bản, không những nó còn nguyên bản và còn rất là đẹp ạ. Khóa thì thông minh, khóa thông minh, bấm tay mở cửa đấy ạ. Và chủ xe đã ốp thêm cái phần chống xước cho cái chỗ mở cửa đấy ạ. Đây, khóa thông minh, bấm tay mở cửa quý vị nhé. Chủ xe này ốp thêm này, chủ xe đã ốp thêm cái chống xước này. Và xe cũng đã được trang bị đầy đủ, ví dụ như là camera lùi này, cảm biến lùi này, bên dưới là cảm biến lùi này, đầy đủ hết cả rồi quý vị và bạn nhé. Mà nhất là chị em phụ nữ mới lái xe thì cũng không những chị em phụ nữ mà kể cả anh em nam mà mới lái xe cũng phải cần đến những cái hỗ trợ, ví dụ như camera lùi, cảm biến lùi đấy ạ. Kể cả những người mơ lái lâu rồi cũng phải cần thiết những cái đấy ạ. Tại vì là càng đỗ ở những chỗ chật hẹp thì càng phải cần đến những cái cảm biến lùi hoặc camera lùi đấy. Và cái cụm đèn sau thì quý vị và các bạn thấy đây ạ, rất là đẹp luôn, rất là mới, chưa có bị xước sát gì cả, từ những cái logo cho đến những cái nẹp cửa, nạp cốp, rất là mới luôn. Đây, phiên bản G đây ạ, từ cái chữ G nó cũng chưa bị ố gì cả, rất là đẹp. Đấy, quý vị và các bạn có thể yên tâm về cái chất lượng của chiếc xe này ạ. Và xe thì được trang bị động cơ mới, động cơ đua VVTi, động cơ mới. Và mức tiêu thụ nhiên liệu do nhà sản xuất công bố đây ạ, rất là hấp dẫn ạ. Nếu như chạy ở trong đường kết hợp, tức là trung bình đấy ạ, trung bình thì có 5,7 lít cho 100 km thôi. Còn nếu chạy ở trong đô thị thì lên đến 7 lít. Nhưng nếu chạy ở đường trường, đường ngoài thì chưa đến 5 lít quý vị và các bạn nhé, có 4,9 lít thôi. Rất là hấp dẫn ạ. Phải nói là Toyota thì được cái là máy móc bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, vì lý do đó mà chiếc xe Toyota lúc nào cũng giữ giá. Đấy là cái nguyên nhân chính đấy ạ, quý vị và các bạn nhé. Và nội thất thì rất đẹp như vậy rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn ngoại thất thì đã đẹp như thế vậy rồi, thì sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tiến vào cái khoang nội thất để xem là cái nội thất nó đẹp như thế nào đấy ạ. Thì sau đây mời quý vị và bạn cùng tôi ạ. Đầu tiên bước vào cái cánh cửa đã, tôi cho quý vị và bạn xem ạ. Keo chỉ đã, keo chỉ nó còn nguyên đây ạ, và còn rất là mới đây quý vị và bạn nhé. Keo chỉ còn nguyên này, ốc bản lề còn nguyên này, rất là đẹp luôn. Đây, vô lăng cần số rất là đẹp, nội thất rất là đẹp. Và đặc biệt thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ, chủ xe cũng rất cẩn thận ạ, đã có tấm phủ táp lô rồi. Cho nên là bỏ cái phần này ra thì cái phần táp lô bên trong này mới lắm luôn đấy ạ. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Xe thì cũng đã được trang bị là nội thất da rồi. Ở cái phiên bản G này đủ hết rồi, có nội thất da giống y như Yaris đấy ạ. Cũng phần bản E thì thiếu, như bản G thì sẽ đủ hết rồi ạ. Và chiếc xe được sản xuất tại Thái Lan. Đây là cái tem của nhà sản xuất đây quý vị các bạn nhé. Xe được sản xuất tại Thái Lan này, và được sản xuất năm 2016 đây quý vị các bạn nhé.
2016 này. Quý vị và các bạn mà theo dõi ở trên mạng xem anh em đăng tin ấy, thì quý vị và các bạn phải xem là cái năm sản xuất nhá. Chứ nhiều xe sản xuất năm 2015 nhưng mà anh em đăng tin là đăng 2016 luôn. Tại vì nó sản xuất 2015 nhưng mà đăng ký năm 2016 thì anh em cũng đăng tin là 2016 đấy ạ. Nhưng thực tế là sản xuất 2015 quý vị và các bạn nhé. Cho nên là quý vị và các bạn đi mua xe mà tham khảo trên mạng thì nó không chính xác đâu. Phải đến xem trực tiếp, xem thực tế tại cái xe luôn đấy, thì là nó mới rõ. Cái không giá lại bảo sao bên này bán rẻ bên kia bán cao là nó còn phải liên quan đến cái năm sản xuất nữa cơ quý vị và các bạn nhé. Và đây quý vị bạn xem là cái bậc cửa đây ạ. Từ những cái bậc cửa này đến cái hèm má cửa này nó còn mới như thế này luôn đấy ạ. Nội thất phía sau này rất là mới, rất là đẹp luôn. Phải nói là rất ít chiếc xe mà từ 2016 đến bây giờ là 4 năm rồi mà giữ được nó đẹp đẽ như thế này đấy quý vị các bạn nhé. Phải nói là chủ xe phải thực sự kỹ tính, cẩn thận thì mới giữ được chiếc xe nó đẹp như thế này. Đấy. Tôi giới thiệu chi tiết lại cho quý vị và các bạn cùng xem. Để quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu mua chiếc xe này mà quý vị và bạn có thể chưa sắp xếp được thời gian đến xem, quý vị và bạn có thể ở xa, ở tỉnh, thì xem cái video này thì quý vị và các bạn cũng có thể đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe này đấy. Đây là cái ốc bản lề cho cánh cửa phía sau đây ạ, cũng còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi cam kết cái xe này là thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, máy móc nguyên bản hết ạ. Đấy, phần cốp đây, quý vị các bạn thấy đấy. Chủ xe cũng không hay mấy là để đồ, cho nên là cái phần cốp nó mới được đẹp như thế này ạ. Chứ còn nếu như để đồ nhiều thì cốp nó không được đẹp đâu. Đây là cái đồ này của tôi thôi, chứ chủ xe bỏ ra rồi. Và cái lớp sơ cua, đây tôi cho quý vị các bạn xem ạ. Còn rất là mới luôn. Đấy, lớp sơ cua này, đồ nghề tất cả còn rất là mới, rất là đẹp luôn. Và chủ xe đã mua thêm một cái lót nhựa này, cho nên là cái lót nỉ của nguyên bản của xe này rất là mới, bên dưới rất là mới đấy ạ. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Đấy, quý vị các bạn xem những cái ốc chân đèn các thứ này nó còn nguyên hết này. Chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì nhá. Keo chỉ của cái cốp này cũng còn nguyên bản hết luôn, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì đâu, tất cả là còn nguyên bản hết đấy. Đấy, rất nguyên bản và còn rất là đẹp. Đấy, sau đây thì chúng ta sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ này ra để xem là bên này nó như thế nào đã nào. Cũng còn rất là mới, rất là đẹp luôn. Táp bi cửa cũng rất là đẹp. Và chủ xe còn làm thêm cả hai cái thảm lót chân cơ. Quý vị các bạn thấy đây ạ. Tôi mở cho quý vị các bạn xem nhé. Hai bộ thảm lót chân cơ, rất là cẩn thận ạ. Bên dưới là bộ nỉ này, bên trên là bộ cao su. Cho nên là nếu bẩn bộ cao su thì lôi ra giặt nó dễ. Chứ còn bên dưới là bộ nỉ cơ. Phải nói là chủ xe cực kỳ kỹ tính, cực kỳ cẩn thận đấy ạ. Chủ xe của chiếc xe này là một gia đình ông anh cũng tầm U60 rồi, cho nên là cẩn thận lắm ạ. Đi xe thì ít, giữ xe thì nhiều đấy ạ. Tay nắm cửa này bọc hết rồi. Đây ạ. Từ cái bậc cửa cơ, nó đẹp. Từ cái bậc cửa đến hèm má cửa đến cái ốc bản lề nó còn nguyên bản hết đẹp. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn. Nói chung là quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến những cái dòng xe 5 chỗ, dòng hatchback, dòng xe nhỏ, xe gia đình mà để đi phố thì quý vị các bạn nên cân nhắc về cái dòng này. Máy móc của Toyota thì quý vị các bạn cũng biết rồi đấy ạ. Rất là bền bỉ, chính vì máy móc bền bỉ tiết kiệm nhiên liệu cho nên nó giữ giá đấy ạ. Rất là đẹp, rất là mới luôn. Đây thưa với quý vị các bạn, xe được trang bị khóa thông minh đây ạ. Khóa thông minh này, đèn nổ start top này, điều hòa tự động đây ạ. Tôi cho nhỏ cái gió xuống để cho quý vị các bạn này dễ nghe đây nào. Đấy. Khóa thông minh, điều hòa tự động đây ạ. Đây là cái phùng điều hòa tự động này, có cả đầu DVD này, tích hợp cả Bluetooth luôn, đầu DVD Bluetooth này, cắm USB, vô lăng thì tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng, và chủ xe lắp thêm cái phần cảm biến áp suất cảm biến lùi kia quý vị bạn nhé. Cái này là cái màn hình hiển thị cảm biến lùi, nếu vào số lùi nó sẽ hiển thị đấy. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Nói chung là ở thị trường hiện nay thì những chiếc xe cũ
Yaris như thế này thì rất là nhiều, nhưng mà để tìm được những chiếc xe đẹp thì nó lại cũng không nhiều đâu quý vị các bạn nhé. Không phải là không có mà nó không có nhiều quý vị các bạn ạ. Tại vì là những dòng này cũng nhiều người giữ gìn cẩn thận, nó còn đẹp lắm đấy ạ. Đấy thì chiếc xe này thì tôi quay trực tiếp cho quý vị các bạn xem ngay từ lúc tôi giao dịch cơ, ngay từ lúc tôi bắt đầu mua cơ, để quý vị các bạn thấy được ạ. Tôi vẫn để cái video đấy ở trên kênh. Nếu như quý vị và các bạn nào mà chưa xem cái video mà tôi đi mua giao dịch tại nhà chủ xe đấy thì quý vị và các bạn có thể vào kênh để xem lại những cái video đấy nhé. Tôi là nguyên tắc của tôi là tôi không xóa video đi đâu. Và tôi quay từ lúc mua đến lúc chưa dọn và tôi dọn xong tôi lại quay tiếp cho quý vị và bạn để quý vị và bạn thấy nó nguyên bản thì nó như thế nào và dọn dẹp xong thì nó sẽ đẹp hơn lên như thế nào. Đấy, nghĩa là nguyên tắc của tôi là tôi không xóa. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe Toyota Yaris G 2016 này nhé quý vị các bạn ạ. Đầu tiên để dễ nhận biết nhất là tôi sẽ quay cho quý vị bạn xem về cái máy mới hay máy cũ đã. Tôi giới thiệu về cái máy đã. Đây là cái máy này tôi đang nổ máy quý vị các bạn nhé, mà nó êm như thế này đấy ạ. Quý vị và các bạn có nghe thấy tiếng máy không ạ? Tất nhiên là tôi quay sát như thế này thì nó vẫn có tiếng máy và tiếng đóng lốc của điều hòa, đóng bật lốc điều hòa nó đều sẽ có tiếng nên quý vị và bạn thấy đấy ạ. Và đây là cái phần máy mới đây quý vị và bạn nhé, máy đua VVTi đây ạ. Đấy quý vị và các bạn xem xong về cái phần nghe về cái phần tiếng máy rồi thì quý vị và bạn thấy đấy ạ. Đây là cái máy đua VVTi, máy mới, nhiều người mà hay gọi là máy đen và máy trắng đấy ạ. Máy này là máy trắng này, trắng là cái phần nắp này, nó màu bạc. Cho nên quý vị hay gọi là máy trắng là máy mới. Còn nếu máy đầu 2016, máy cũ nó là máy màu đen, cái nắp này màu đen. Và nó không có đua, nó chỉ có VVTi thôi. Công nghệ mới nó thêm đua VVTi vào, tức là tiết kiệm nhiên liệu quý vị và bạn nhé. Đấy là cái phần máy mới, đây tôi giới thiệu cho quý vị và bạn ạ. Đầu năm 2016 thì máy khác, mà cuối năm 2016 thì máy lại khác đấy quý vị và bạn ạ. Và cái điều đặc biệt nữa ở chiếc xe này là nó còn đẹp. Phải nói nó rất là đẹp luôn ạ. Mặc dù là máy móc chúng tôi không dọn nhé, tôi để nguyên. Và cái ốc capo đây, quý vị các bạn thấy này, ốc capo cũng còn nguyên bản này. Keo chỉ còn nguyên bản luôn này. Đấy, keo chỉ còn nguyên bản, ốc capo còn nguyên bản. Điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Còn nguyên bản hết đấy ạ. Quý vị bạn thấy không? Ốc nguyên bản này, ốc xương đầu này, ốc tai này, còn nguyên bản hết đấy ạ. Đấy. Tất cả là còn nguyên bản hết. Và cái máy này là chúng tôi còn không dọn dẹp tí nào cơ. Đấy, để nguyên nó bẩn như thế này đây à. Nếu mà dọn dẹp đi thì nó lại mới quá. Quý vị các bạn đến lại bảo sao xe cũ mà máy nó lại mới như thế này. Cho nên tôi để nguyên bản. Nếu như quý vị và các bạn nào mà xem cái video mà tôi live stream trực tiếp mà hôm tôi giao dịch đấy rồi thì quý vị các bạn biết được ạ, nó như thế này luôn ạ. Vì máy tôi không dọn tí nào ạ, tôi để nguyên đấy ạ. Nó vẫn còn bẩn đây này, quý vị các bạn thấy chưa, nó bẩn nguyên nhá. Chứ nếu như dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi thì nó sẽ sạch lắm đấy ạ. Đây tôi để nguyên nó bẩn đây này, bẩn mà nó xe nó lại đẹp, máy nó lại đẹp như thế này rồi thì quý vị các bạn thấy được là chủ xe giữ gì như thế nào rồi đấy ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Yaris G 2016 này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp thì mời quý vị và các bạn hãy qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Yaris G 2016 này ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 525 triệu đồng. Vâng, thưa với quý vị và bạn, chỉ 525 triệu đồng thì quý vị và bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe Toyota Yaris phiên bản G nhập khẩu này ạ. Và nếu như quý vị và các bạn nào mà chưa thu xếp đủ tài chính, quý vị và bạn có muốn làm trả góp thì chúng tôi vẫn hỗ trợ làm trả góp cho quý vị và các bạn, vay tối đa đến 70% giá trị của xe trong vòng 6 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Quý vị và bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo.
quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.